Chưa cần phải áp dụng nào cách mới nào hết, chỉn chu hơn thôi là bạn đang hoàn toàn có thể là bán được nhiều hàng hơn rồi. Nào, điều số 2 cần phải làm. Đó là tập trung vào khách hàng cũ. Đã có kết quả. Hãy ưu tiên tập trung vào khách hàng cũ đã có kết quả. Tập trung vào khách hàng cũ đã có kết quả. Tập trung vào khách hàng cũ đã có kết quả. Thế ơi, em muốn kiếm thêm khách hàng mới mà. Thì đúng rồi. Muốn có khách hàng mới thì mình phải dựa vào nguồn lực khách hàng cũ chứ. Rồi, thế tập trung vào khách hàng cũ có kết quả nghĩa là như nào? Bước số 1. Mình hãy liệt kê ra những khách hàng mà đã có kết quả trong những thời gian gần đây của mình. Có không? Ở đây có bạn nào mà chưa có khách hàng cũ nào có kết quả không? Nhiều khách quá, không biết tìm khách hàng cũ dùng hiệu quả đâu thì ạ. À? Không phải nhiều khách quá, cái này thì đừng nói nhiều khách quá mà là gì ạ? À? Em nhiều người mua hàng quá nhưng em chưa chăm tốt được ai cả nên không biết tìm ai để liên hệ. Hiểu chưa? Cái câu mà nhiều khách quá, giờ không biết tìm khách hàng cũ dùng hiệu quả đâu thì phải thay bằng cái việc là nhiều người tin và mua hàng của mình quá nhưng mình chẳng chăm kỹ ai cả. Mình chẳng chăm ai cả nên mình chẳng biết ai đạt kết quả hay không. Đấy, phải nói đúng là như vậy. Phải nhìn vào thực tế nó là như vậy. Được không? Ai cũng bị tình trạng như vậy, không sao nhá. Ai cũng bị tình trạng như vậy, comment vào thực lòng với nhau. Thầy Dự thì rất là thẳng thắn. Các bạn comment vào em cũng bị tình trạng như vậy, thì Dự chỉ cho cách để còn có được khách hàng hiệu quả. Em gõ vào em đúng rồi. Ừ, em. Tiếp đi, tiếp đi. Ừ, tiếp đi. Ở em luôn, thấy không? Thấy không? Mới đầu cứ tưởng mỗi mình bạn kia bị thì Dự nói vậy nên cảm thấy quê quê đúng không? Nhưng bây giờ phát hiện ra rằng là phần lớn chị em cũng đều như mình thôi mà. À, có thể là mình cũng có tâm bán hàng đấy nhưng mà mình vì mình chưa có sự bài bản đúng không nhỉ? Mình cứ việc nọ nó cuốn việc kia. Cái lỗi lớn nhất của mình nó là như vậy. Em cũng có cả khách hàng chưa hiệu quả, đầy người có hàng chưa hiệu quả nhưng mà để tăng tốc việc bán hàng trong 30 ngày tới thì cái điều số 2 là tập trung khách hàng cũ đã có hiệu quả đã, còn tí nữa cái gì sau tí sau đó. Thế bây giờ mình sẽ liên hệ với lại những khách hàng cũ của mình, những người mà đã từng mua hàng của mình ấy, thì liên hệ cái khách hàng cũ là cả năm chẳng liên hệ với họ lần nào, từ lúc bán hàng xong thu xong tiền chẳng liên hệ lần nào. Thì bây giờ liên hệ thì biết gì à, thì biết biết nói họ cái gì. Rồi liên hệ khách hàng cũ để cho nó đỡ quê, để cho nó mang cái tính gì ạ? Tự nhiên nhất. Thì việc của mình là nghĩ một cái gì đó, một cái quyền lợi, cập nhật một cái quyền lợi gì đó. Các bạn ơi, hãy cập nhật một cái quyền lợi gì đó cho khách hàng cũ. Cập nhật một quyền lợi dành cho khách hàng cũ để mình lấy cớ lại để mình giao tiếp với khách hàng cũ. Rồi, thế quyền lợi. Các bạn để ý này, mình liên hệ lại để mình thông báo một cái quyền lợi gì đó cho khách hàng cũ ấy. Thì nó rất là dễ dàng và mình cảm thấy thoải mái đúng không? À, thế theo bạn thì mình cung cấp cái quyền lợi gì nhỉ? Mục đích của phần này là để còn nối lại sự giao tiếp của mình với khách hàng cũ. Thì nó có thể đây là gì? Quyền lợi đây nó có thể là gì?
Bạn có thể tặng thêm cho họ một cái tài liệu gì đó cũng được. Rồi bạn có thể tặng tặng thêm một cái tài liệu. Tặng thêm một cái tài liệu. Ví dụ bạn kinh doanh sản phẩm về sức khỏe. Đó, thì bạn tạo một tài liệu nào đó về sức khỏe. Có thể tài liệu dạng viết hoặc dạng video. Bạn kinh doanh sản phẩm về làm đẹp, tạo một cái tài liệu, chỉ cần tạo một thôi, liên quan đến làm đẹp hoặc liên quan đến video. Đấy, và bạn liên hệ, bạn gửi cho người ta. Được không ạ? Rồi, thế tài liệu nhiều bạn thì kinh lắm thầy ơi. Em tóm lại là em chưa chuyên nghiệp này, em chưa làm tài liệu bao giờ, nhìn tài liệu nên là nó sợ đúng không? Cảm thấy bị sợ. Thế bây giờ mình làm cách nào? Rồi, thì mình sẽ gì ạ? À? Biến nó thành dạng video. Video tự mình quay ấy. Và quay càng đẹp thì càng tốt. À, ví dụ bạn bán sản phẩm về làm đẹp đúng không? Rồi, ok. Làm đẹp da, làm đẹp da, làm đẹp da. Bây giờ mình muốn lại nối mối quan hệ đúng không? Ok, và sắp đến mùa hè rồi đúng không nhỉ? Sắp đến mùa hè. Sang tháng 4 là mùa hè rồi đấy. Rồi, chăm sóc da, chăm sóc da. Ok, thì từ khóa bây giờ là chăm sóc da sau Tết. Đấy, chăm sóc da sau Tết. Thì rất là đơn giản, trên mạng có rất nhiều các nội dung. Ví dụ như là gì ạ? À? Những loại rau củ quả để còn bây giờ tốt cho làn da. Đúng không nhỉ? Rồi, ví dụ như quả cà chua thì biến thành cái gì tốt cho làn da? À, quả mướp đắng thì là chế biến như là tốt thì sẽ tốt cho làn da. Quả gì thì chế biến là tốt cho làn da. Việc của mình là mua một cái rổ hoa quả 5-7 thứ tốt cho làn da như vậy. Đúng không ạ? Và về mình sưu tập thông tin để mình làm ra một video. Đó, thì mình bấm vào là gì ạ? À? Mình quay video. À, xin chào các chị em, khách hàng thân thiết của em Lan. Các chị em ơi, Tết vừa qua rồi. Và bây giờ là cái thời gian mà chúng ta cần phải chăm sóc da sau Tết. Thì em Lan làm riêng cái video này gửi tặng cho chị em khách hàng thân thiết của mình thôi. Để chị các chị em mình là gì ạ? À? Cách có thể là tăng cái sức đề kháng cho da, khiến cho da mình căng mịn hơn. Rất đơn giản nhất là dùng những hoa quả như này thôi ạ. Đó, thì em Lan sẽ chỉ từng cách dùng hoa quả này như thế nào và sử dụng nó như thế nào nhá. Thì ví dụ quả cà chua này các chị ơi. Quả cà chua này nghe thì có vẻ bình thường, cà chua thường để làm món ăn này ngon, ăn ngon nhá, không chỉ đơn giản thôi. Cà chua này hoàn toàn có thể là làm đắp mặt nạ được. Cà chua này làm sinh tố được. Đấy, và nếu như gì ạ? À, chúng ta trong một tuần mà chúng ta có được 2 cốc sinh tố như này để uống như này là nó tái tạo ra rất là tốt. Thì cách làm rất đơn giản thôi nhá chị ơi. Ở đây, ví dụ có cà chua như này. Đó, thì mình xay nhuyễn ra. Bước 1 là như này. Bước 2 là như này. Bước 3 là như này. Bước 4 là như này. Đấy, chọn cà chua thôi. Cũng đã có thể là khiến cho da mình tăng sức đề kháng rồi. Nhưng quả số 2 nữa đây đây. Quả này mọi người thấy cũng ra quen đúng không? Quả dưa chuột thế mà. Đây là như này, là như này. Đấy, thì các chị em nhà mình yêu da rồi thì mới chăm da một cái tự nhiên này thôi. Thì đây là cái này có thể làm được 3 món. Món thứ nhất là mình làm ăn hàng ngày rất tốt. Đấy, thì ăn là gì ạ? Chế biến thành món này như này. Còn cách số 2 là mọi người sinh tố này. Tức là những kiến thức có thể nó không hề mới ở trên Internet, nhưng bạn chưa bao giờ đưa nó vào mình để mình biến nó thành một cái video có sự chỉn chu để mình gửi cho một nhóm đối tượng nào đấy cả. Thế là bây giờ gì ạ? Mình làm nó, xong mình liên hệ. À, chị Lan ơi, em vừa làm xong video này gửi tặng chị. Đấy, để da chị đẹp hơn sau Tết, lại còn được đón nắng mùa hè nữa. Tặng chị nhé, chúc chị da đẹp. Ví dụ kiểu vậy. Nhớ tưởng này không ạ? Tức là mình tìm lại sự liên hệ một cách cung cấp một cái quyền lợi. Dù là tài liệu, nếu mình biết cách đóng gói thành ebook thì quá tuyệt. Nếu không là video cũng được. Đấy, thì cái này là gì ạ? Là để cung cấp một quyền lợi liên quan đến kiến thức của họ. Hiểu cách này chưa các bạn ơi? Hello. Nhưng mà thấy ơi, cái đề khó quá, em chẳng biết cung cấp kiến thức gì. Khó quá rồi chấm chấm. Thì kiến thức liên quan chuyên môn của mình nhé. À, em hiểu rồi. Ok. Bạn Huệ cái gì? Bạn bán gì? Bạn bán chè. Nhu cầu của những người bán chè là gì? Là nhu cầu thưởng thức chè. Thế bây giờ chỉ cho mọi người cách để thưởng thức chè. Cách để biến cái gì à? Những cái
cọng chè rất là đơn giản, nhìn ở đâu có thể mua được này, đúng không? Để còn gì ạ, uống nó một cách ngon hơn, một cách thi vị hơn. Ví dụ như là gì ạ, thay đổi cách pha chè đi. Mọi người pha chè theo cách cũ, hôm nay em phải làm video này gửi cho các khách hàng yêu quý là pha chè theo một cái cách mới, thậm chí là xong nó lại thưởng thức chè theo một cách mới, thích lắm. Cách mới là gì ạ? Cách mới là bây giờ thử pha chè bằng nước mưa xem sao, hay là thử pha chè bằng nước ion kiềm xem sao, không, hoặc là gì ạ, pha chè bằng nước xương, đi lấy xương, nước xương xem sao, hoặc là pha chè bằng gì ạ, bằng chấm nhấm gì đó xem sao. Bán sản phẩm tăng săn chắc và nước hoa vùng kín thì nên làm như nào? Thì nhu cầu người ta cần nước hoa vùng kín là gì? Nhu cầu người ta cần nước hoa vùng kín là gì? Nhu cầu tăng săn chắc vòng 1 là gì? Những sản phẩm mà săn chắc vùng 1 hay vùng kín giống như gì đó. Tóm lại là phần lớn những cái sản phẩm của bạn ấy thì đều có thể là tạo ra những kiến thức thông qua chế độ ăn uống hoặc luyện tập được. Ăn uống hoặc luyện tập. Ví dụ bạn dạy người ta, các chị ơi, em chỉ các chị cách massage vùng 1. Cái này đừng để các anh xem được nhé, em ngại lắm. Đây, em mới mua một chị mannequin về đây này. Đây, đây là vòng 1, các chị em đừng có gửi video bên ngoài nhé, nó khóa tài khoản của em đấy. Em chỉ cách massage. Đấy, massage vòng 1. Đấy, để cho vòng 1 của mình luôn luôn căng mọng. Đấy, vòng 1 của mình được cái sự khẳng khoái rồi chấm nhâm gì đó. Rồi, các chị bình thường massage tiểu này, ôi trời ơi, sai. Massage kiểu như vậy không? Phải massage như thế này cơ. Các chị biết vì sao mình đi massage ở ngoài tiệm thì mình cảm thấy sướng, nhưng về nhà thì à, mình tự massage chẳng có cảm giác gì không? Đây, vì họ có nguyên tắc của họ cả đấy. Thế em gì lại các chị là các chị tự massage. Các chị sẽ massage cái này vào gì ạ? À? Lúc mình tắm, rất tuyệt vời rồi. Và thậm chí lúc buổi sáng của mình nữa, thì khiến cho cơ thể của mình thoải mái nữa. Để kích hoạt năng lượng gì đó càng tuyệt vời. Chứ nếu gì đó, làm cái video mua cái em mannequin về, chứ đừng ứng dụng trên mình. Nhưng mà vùng kín thì tặng cái gì? Các chị ơi, em tặng cho các chị à, ôn tử. Alo, alo, alo. Rồi, em tặng các chị là 4 bí kíp dùng ngôn từ để gì ạ? Để khiến cho cuộc vui của mình với chàng trở nên chấm chấm chấm, đúng không ạ? Đó. Sử dụng ngôn từ gì đó. Em có nhóm khách hàng thì em gửi vô group luôn được không ạ? Hay phải gửi riêng từng khách hàng? Có nhóm khách hàng thì cũng đừng gửi trong đấy, mà chỉ gửi là mình có cái đấy thôi, mình thông báo là mình có cái đấy. À, chị em nào muốn nhận thì gõ dấu chấm xuống mình gửi cho. Còn mình để trong đấy thì mình đâu có cá nhân hóa được đâu các em. Mục tiêu của mình là diện là cá nhân hóa của hội thoại cơ mà. Hiểu không?